photoshoot này thì photoshoot này thì rất là đặc biệt. Tức là Hen là Hen, nhưng mà Hen sẽ hóa thành nhân vật hoạt hình. Mà nhân vật hoạt hình để kết nối được những văn hóa của Đông Nam Á. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Throw me the ball cause I'm a hard hitter. Only be swimming in the deep river. I'm a love giver, holding on to all the best things in life. I'll be pushing on through every second in the night. I'll be reaching up to every moment in the light. You know I got a reason, I got a mission that excites me. Rồi, xong rồi. Đó xong rồi. Mày một hình quá đẹp. Ok, thank you.